Ba ơi, có miếng thịt bê bà ngoại cho ngon lắm nè. Ba có món gì nấu không? Ok. Vậy lần này mình sẽ làm món thịt bê xông hơi. Món này mình sẽ dùng phương pháp nấu chín thịt bê bằng đá nối lửa. Mọi người nhớ theo dõi để biết cách làm chi tiết hơn. Thì sau khi cắt thành miếng mỏng vừa ăn, ta đem ướp với sợi cây cắt lát, gừng sợi, hành tím, nửa thì hạt nêm, nửa thì nước mắm, chút tiêu xay và dầu mè. Công thức này mình áp dụng cho 300g thịt bê hay còn gọi là thịt bò tơ. Bản chất của chúng đã mềm và ngọt thịt nên ta không cần sử dụng quá nhiều gia vị. Ướp thịt tầm 10 phút. Trong cái thời gian đợi thịt thấm, ta chuẩn bị pha nước chấm, nước mắm gừng. Các bạn pha tỷ lệ là 1:1. Gừng các bạn giã lần đầu rồi đem vắt bỏ nước, như vậy sẽ loại bỏ bớt được cái vị đắng của gừng và khi pha màu nước mắm cũng sẽ đẹp hơn. Sau đó ta giã lại lần 2 với một trái ớt rồi vắt một lát chanh vào, cho hỗn hợp vào nước mắm quậy đều. Công thức mắm gừng này của mình phù hợp chấm với gà vịt hải sản và tất cả các món ăn khác. Mình lấy đá em đốt cho nóng. Đây mình sử dụng đá núi lửa, các bạn có thể lấy đá cuội thay thế. Khi đốt đá và xếp đá các bạn hết sức cẩn thận vì đá lúc đốt nhiệt độ có thể lên đến 400-500°C. Sau khi đốt nóng đá từ 7-10 phút, ta cho đá vào một cái niêu đất, cho xả đập dập và rau tía tô lên. Ta cho thịt bê vào, dùng khoảng 1/3 lon bia chế vào nồi rồi đậy nắp. Lúc này đá nóng gặp bia sẽ phát huy tác dụng tỏa nhiệt và hơi, sẽ giúp làm chín thịt bê một cách nhanh chóng. Thịt mềm ngon mà vẫn giữ được độ ngọt tốt, hương vị thì lại đậm đà. Rồi, vậy là bà xong món bê rồi đó. Hay mà con dùng thử nè. Đây là món bê xông hơi. Rồi xin mời hai mẹ con nha.